Cảm ơn các bạn quay trở lại với chương trình Culture Podcast, tổng hợp tin tức nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và thế giới trong tuần qua do Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong phần tin tức Canada, Canada đã vượt mức 500.000 ca COVID-19. Chủng ngừa COVID-19 hiện đang chính thức được tiến hành ở tất cả các tỉnh. Chính phủ liên bang bảo đảm 500.000 liều vaccine cho tháng 1. Lạm phát ở Canada tăng nhanh nhất kể từ khi đại dịch xảy ra. Chính sách nhập cư của Canada được xếp trong top 5 trên thế giới. Tăng trưởng dân số của Canada dừng lại từ tháng 7 đến tháng 10. Phong bì chứa bột trắng, thư tống tiền được gửi đến cư dân ở Toronto và Burlington. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang bảo đảm 500.000 liều vaccine cho tháng 1 khi yêu cầu khóa cửa gia tăng. Các quan chức liên bang cho biết họ đang yêu cầu các nhà sản xuất đẩy nhanh việc vận chuyển vaccine COVID-19 giữa yêu cầu đóng cửa trong mùa lễ gia tăng. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada đang đi trước kế hoạch triển khai vaccine, dự kiến sẽ tăng tốc vào tháng tới với 125.000 liều vaccine Pfizer mỗi tuần và lên tới 500.000 liều vào tháng Giêng. Thủ tướng Trudeau nói 200.000 liều vaccine Pfizer sẽ đến vào tuần tới và trong khi chờ Bộ Y tế Canada phê duyệt, ông cho biết sẽ có 168.000 liều vaccine của Moderna sẽ được vận chuyển vào cuối năm nay. Chính phủ liên bang cũng đang đầu tư khoảng 9 triệu đô la thông qua Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada để hỗ trợ việc phát triển các phương pháp điều trị COVID-19 và các bệnh nhiễm trùng do virus khác. Khoản tài trợ sẽ được chuyển cho 4 công ty Canada làm việc về các liệu pháp, trong đó có 2 công ty ở Montreal và 2 công ty ở Vancouver. Nhưng ngay cả khi chiến dịch tiêm chủng của Canada diễn ra, Thủ tướng Trudeau cảnh báo rằng vaccine sẽ không đến được với đông đảo người dân đủ nhanh trong mùa Giáng sinh, thúc giục họ hạn chế quy mô tổ chức ăn lễ. Công ty công nghệ sinh học Moderna có trụ sở tại Massachusetts cũng tiết lộ rằng ứng cử viên vaccine COVID-19 của họ hiện có thể được vận chuyển mà không cần phải đông lạnh. Sự phát triển này sẽ giúp giảm bớt công tác hậu cần cho việc đưa vaccine đến các địa điểm xa xôi. Trước đây thì người ta tin rằng vaccine phải được giữ đông lạnh ở ít nhất là âm 20 độ C cho đến khi sử dụng. Nhưng công ty cho biết hiện họ có thể vận chuyển thuốc ở nhiệt độ từ 2 độ C đến 8 độ C. Bộ trưởng Bộ Thu Mua Anita Anand lưu ý rằng các yêu cầu mới không áp dụng đối với việc bảo quản vaccine, đồng thời cho biết chính phủ vẫn đang làm việc để mua tủ đông lạnh để bảo quản khi chúng đến nơi, khi Bộ Y tế Canada phê duyệt. Chủng ngừa COVID-19 hiện đang chính thức được tiến hành ở tất cả các tỉnh khi số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận của Canada đã vượt qua con số 500.000 ca vào thứ Bảy. Tiến sĩ Theresa Tam, Giám đốc Y tế Công cộng của Canada, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng các dự báo tầm xa mới nhất cho thấy hơn 8.000 ca mới mỗi ngày vào đầu tháng 1 năm 2021. Mặc dù các dự báo thấp hơn so với những con số đã được đưa ra vào tuần trước, bà cảnh báo rằng chúng vẫn là đáng kể và đưa chúng ta vào quỹ đạo tăng ca bệnh mạnh mẽ trong 2 tháng tới. Trong khi đó, tỉnh cuối cùng triển khai chương trình tiêm chủng, đó là New Brunswick, đã tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên vào sáng thứ Bảy cho một người dân 84 tuổi ở một cơ sở chăm sóc dài hạn. Những người dân và nhân viên y tế khác cũng được chuẩn bị tiêm vào thứ Bảy, một phần trong kế hoạch của tỉnh để tiêm vaccine Pfizer-BioNTech cho 1.950 người. Bộ Y tế Canada cho biết các lọ chứa vaccine có thể có nhiều hơn một chút so với 5 liều được ghi trên lọ. Nếu được, nhân viên phòng khám có thể rút ra thêm 1 hoặc 2 liều. Tuy nhiên, không nên trộn thuốc từ các lọ khác nhau vì nó có thể dẫn đến nhiễm khuẩn chéo, mức độ vô trùng hoặc dùng thuốc không đúng cách. Điểm mấu chốt là đừng vứt nó đi, Giám đốc Y tế Công cộng của Canada, tiến sĩ Theresa Tam cho biết. Bộ Y tế Canada cho biết họ vẫn đang chờ đợi một số thông tin và dữ liệu về vaccine coronavirus của Moderna, nhưng hy vọng việc xem xét sẽ được hoàn thành trong những tuần tới. Tuyên bố của cơ quan y tế được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine này vào thứ Sáu. Mỹ là quốc gia đầu tiên cấp phép cho Moderna. Vaccine của Moderna cũng sử dụng công nghệ mRNA tương tự như vaccine Pfizer-BioNTech đã được phê duyệt.
Theo thông báo, Bộ Y tế Canada cho biết đang nỗ lực để giúp người dân Canada tiếp cận với vaccine COVID-19 càng nhanh càng tốt và sẽ không làm ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả và chất lượng của vaccine. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết việc giao hàng lên tới 168.000 liều vaccine Moderna có thể bắt đầu trong vòng 48 giờ kể từ khi vaccine được chấp thuận. Tính đến tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 12, Canada báo cáo thêm 6.248 ca COVID-19, nâng tổng số của Canada lên mức 501.594 ca. Trong số đó thì có 74.935 trường hợp còn bệnh đang được theo dõi và điều trị trên khắp Canada. Có 14.154 tử vong cho đến nay. Tỉnh Quebec đã báo cáo thêm 2.038 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 44 ca tử vong vào thứ Bảy. Người dân Quebec được yêu cầu tránh các phòng cấp cứu trừ khi thực sự cần thiết vì số ca nhập viện liên quan đến COVID đã tăng 50% trong 3 tuần qua. Hiện tỉnh có 17.879 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị. Có 7.715 tử vong cho đến nay. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 2.357 ca COVID-19 mới và 27 ca tử vong vào thứ Bảy. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp tỉnh này ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm virus mới trong một ngày. Trong khi đó, thành phố Hamilton sẽ chuyển sang bước mở màu xám, tức là khóa cửa, cùng với khu vực Peel, Toronto, York và Windsor, Essex. Hạt Brent và vùng Niagara sẽ di chuyển vào vùng màu đỏ, tức là vùng kiểm soát. Đơn vị y tế công cộng Kingston, Frontenac và Lennox and Addington sẽ chuyển vào vùng màu cam, là vùng hạn chế. Và Timiskaming chuyển sang vùng màu vàng, bảo vệ. Các hạn chế có hiệu lực vào thứ Hai và sẽ được duy trì cho đến ngày 4 tháng 1. Tỉnh cũng xác nhận lệnh khóa cửa hiện tại ở Toronto và vùng Peel sẽ vẫn áp dụng cho đến ít nhất là ngày 4 tháng 1. Thủ hiến Doug Ford cho biết chính phủ của ông sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp vào cuối tuần này để thảo luận thêm về các hạn chế mới. Các biện pháp mới sẽ được thông báo vào đầu giờ chiều thứ Hai. Tỉnh hiện có 18.207 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị trên khắp tỉnh. Trong số đó có 5.606 ca bệnh tại Toronto, 4.331 ở vùng Peel, 1.295 ở vùng York. Hamilton có 895 ca đang được theo dõi. Tỉnh đã có 4.125 tử vong cho đến nay. Tỉnh British Columbia không có báo cáo vào cuối tuần, nhưng tỉnh đã công bố 624 ca nhiễm COVID-19 mới và 11 ca tử vong vào thứ Sáu. Tỉnh cho biết thêm 1.376 liều vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 đã được tiêm cho các nhân viên y tế tuyến đầu, với tổng số 2.592 liều cho đến nay. Số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến khu nghỉ dưỡng Big White Ski Resort gần Kelowna đã tăng lên 76 người. Những công nhân sống trong khu nhà quá đông đúc là nguyên nhân gây ra sự lây lan của coronavirus tại khu nghỉ mát này. Tỉnh còn 9.978 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị. Trong số đó có 7.512 ca là ở khu vực Fraser, 1.198 ca là ở khu vực bờ biển Vancouver Coastal, 782 ở khu vực nội địa, 419 ở phía Bắc và 62 là ở đảo Vancouver Island. Có 724 tử vong cho đến nay. Tỉnh Alberta đã báo cáo thêm 1.352 ca bệnh mới và 26 tử vong. COVID-19 hiện đã giết chết nhiều người ở Alberta hơn bệnh cúm cộng lại trong 10 năm qua. Tỉnh đã ghi nhận 841 tử vong cho đến nay. Hiện tỉnh có 19.260 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị, là tỉnh với số người còn bệnh COVID-19 lớn nhất đất nước. Đa số các ca còn bệnh là ở hai thành phố lớn, với Edmonton ghi nhận 9.174 ca và Calgary có 6.943 ca còn bệnh. Tỉnh Saskatchewan có 252 ca mới và 8 ca tử vong. Tỉnh còn 3.762 ca bệnh đang được theo dõi, đa số là ở Saskatoon với 1.232 ca và Regina có 790 ca bệnh đang được theo dõi. Khu vực phía Bắc thì có tổng cộng 1.128 ca bệnh, khu vực phía Nam có 183 ca và khu Trung Tây và Trung Đông có 148 ca, có 115 ca tử vong cho đến nay. Tỉnh Manitoba đã chứng kiến 238 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 9 tử vong.
tỉnh còn 5.668 ca bệnh đang được theo dõi, đa số là ở vùng Winnipeg với trên 3.700 ca đang được theo dõi tại thành phố này. Có 556 ca tử vong cho đến nay. Tỉnh New Brunswick báo cáo 5 ca COVID-19 mới. Mặc dù vậy, số ca đang mắc bệnh của tỉnh đã giảm xuống còn 50 ca bệnh, có 8 tử vong. Nova Scotia chứng kiến 2 ca mới vào thứ Bảy, con số thấp nhất trong một tháng. Hiện tỉnh còn 46 ca bệnh, có 65 tử vong cho đến nay. Tỉnh Newfoundland ghi nhận 8 ca mới, tỉnh có 34 ca bệnh đang được theo dõi, có 4 tử vong cho đến nay. Prince Edward Island có thêm 1 ca nhiễm mới, tỉnh có tổng cộng 7 ca còn bệnh. Hiện Northwest Territory còn 9 ca bệnh, Nunavut có 34 ca còn bệnh và Yukon còn 1 ca. Chính phủ Ontario đã giới hạn phí đối với các công ty giao thức ăn trong COVID-19. Bắt đầu từ hôm nay, các công ty giao thức ăn như Uber Eats, DoorDash và Skip the Dishes sẽ bị giới hạn tính phí 20% cho mỗi giao dịch với tiền hoa hồng không quá 15% cho dịch vụ giao đồ ăn. Một số ứng dụng giao hàng tính phí các nhà hàng lên tới 30% cho dịch vụ giao hàng. Giới hạn mức thu phí áp dụng ở những khu vực cấm ăn uống trong nhà để giúp các nhà hàng tiếp tục kinh doanh và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng của họ, theo một tuyên bố của chính phủ. Mức giới hạn sẽ áp dụng cho các công ty giao thức ăn lớn nhất trong tỉnh mà phục vụ 500 nhà hàng trở lên. Các công ty giao hàng không tuân thủ các quy tắc mới có thể phải đối mặt với số tiền phạt lên tới 10 triệu đô. Luật Ontario có một cơ chế để cho phép các nhà hàng hoặc nhân viên của ứng dụng giao đồ ăn gửi đơn khiếu nại trực tuyến nếu họ bị tính phí vượt quá giới hạn hoặc nếu khoản trả lương hoặc khoản thanh toán của họ bị giảm. Thuế nhà cho người mua nước ngoài có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Khi chính phủ tự do đề xuất thuế cho người nước ngoài mua nhà trong bản cập nhật tài chính vào tháng trước nhằm giảm giá nhà, kế hoạch này đã thu hút sự hoài nghi từ các nhà quan sát, những người cho rằng chính sách này sẽ không giải quyết được khả năng chi trả nhà ở. Kế hoạch cũng đang bị một số chuyên gia chỉ trích, những người cho rằng mức thuế được đề xuất mà đảng tự do liên bang không cung cấp chi tiết cụ thể sẽ cản trở hoạt động kinh tế và tăng trưởng nguồn cung nhà ở. Andrei Pavlov, giáo sư tài chính tại trường kinh doanh BD thuộc Đại học Simon Fraser, người chuyên về quản lý rủi ro bất động sản, cho biết một ví dụ. Thuế người mua nước ngoài 15% ở tỉnh bang BC có hiệu lực vào năm 2016 đã không đạt được mục tiêu. Ông Pavlov nói, khoản thuế đó cùng với thuế nhà để trống của Vancouver đã mang lại doanh thu âm cho chính phủ. Thuế đầu cơ và thuế nhà để trống ở BC đã tạo ra 185 triệu đô la như đã nêu trong ngân sách năm 2018. Mặt khác, doanh thu từ thuế chuyển nhượng bất động sản giảm trong năm 2019 là 225 triệu đô la so với năm 2018. Ông nói thêm rằng thuế là yếu tố cản trở xây dựng và là trở ngại cho tăng trưởng kinh tế với ít việc làm hơn. Việc mất hoạt động xây dựng có thể đè nặng lên nguồn cung nhà ở mà đang cần thiết để hỗ trợ về nhà ở trong khả năng chi trả. Một vấn đề mà ông dự kiến sẽ nhìn thấy trên phạm vi toàn quốc nếu thuế cho người nước ngoài mua nhà được áp dụng. Ông nói rằng một chính sách như thế này sẽ có ý nghĩa hơn ở những nơi như Singapore hoặc Hồng Kông, nơi có ít diện tích hơn để tăng nguồn cung nhà ở. Ở Canada thì nơi đất đô thị chiếm 0,3% tổng diện tích đất của cả nước. Ông Pavlov lập luận rằng trọng tâm nên là mở rộng nguồn cung hơn là kìm hãm tăng trưởng kinh tế thông qua thuế. Thomas Davidoff, giảng viên phân tích đầu tư bất động sản tại trường kinh doanh Solder của Đại học British Columbia nói rằng thuế và các biện pháp cung ứng không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Ông cho biết sẽ ủng hộ việc đánh thuế đối với nhà thứ cấp nhưng sẽ không ủng hộ việc chỉ đánh vào các chủ nhà nước ngoài sống trên bất động sản hoặc cho thuê nó và đóng góp vào nguồn cung nhà ở. Trong khi đó thì John Patsalis, người sáng lập và chủ tịch tại Realosophy, cho biết một chính sách toàn quốc có tiềm năng nhưng nó phụ thuộc vào cách chính phủ triển khai nó. Ví dụ, nếu các trường hợp được miễn ngoại lệ theo khu vực không được áp dụng,
có thể có những hậu quả không mong muốn ảnh hưởng đến nền kinh tế du lịch dựa vào những người sở hữu nhà nghỉ mà họ đến thăm theo mùa. Lạm phát ở Canada tăng nhanh nhất kể từ khi đại dịch xảy ra. Áp lực giá ở Canada tăng nhanh nhất trong tháng 11 kể từ tháng 2, dẫn đầu là chi phí nhà cửa. Lạm phát hàng năm tăng tốc lên 1% so với 0,7% trong tháng 10. Cơ quan thống kê Canada StatCan báo cáo hôm thứ Tư, các nhà kinh tế đã kỳ vọng 0,8%. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương, nhất quán với quan điểm của các nhà hoạch định chính sách rằng áp lực giá cả sẽ ở mức thấp trong nhiều năm do các doanh nghiệp bị thiệt hại vì COVID-19. Điều đó nói rằng số liệu tháng 11 là mạnh nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, phần lớn là do ảnh hưởng của chi phí nhà cửa, đóng góp phần lớn vào sự gia tăng. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số lạm phát cốt lõi sẽ không thay đổi. Thâm hụt của Canada đã đạt 216,6 tỷ đô la từ tháng 4 đến tháng 10. Các biện pháp cứu trợ COVID-19 đã đẩy thâm hụt của Canada lên tới mức 216,6 tỷ đô la trong 7 tháng đầu tiên của đại dịch. Con số thâm hụt dựa trên chi tiêu từ tháng 4 đến tháng 10 so với mức thâm hụt là 9,1 tỷ đô la được báo cáo cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ cho biết con số này tăng do nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng và các biện pháp tạm thời được thực hiện để ngăn chặn COVID-19 lây lan, cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân Canada. Họ cho biết trợ cấp lương, các chương trình cứu trợ, tiền thuê chỗ và các lợi ích phục hồi khác đã đẩy chi phí của chính phủ, không bao gồm các khoản lỗ, tính toán ròng lên 348,6 tỷ đô la, đã tăng 96,3% so với năm trước. Các khoản chuyển khoản chính cho người cao tuổi và những người tham gia bảo hiểm việc làm đạt tổng trị giá khoảng 131,7 tỷ đô la, tăng 132,5% so với năm trước. Còn phúc lợi EI đã tăng 287% lên 39,4 tỷ đô la khi nước này đối phó với tình trạng thất nghiệp phát sinh từ đại dịch và những thay đổi tạm thời đối với chương trình bảo hiểm việc làm. Các luật sư của bà Mạnh Vãn Châu tranh luận Hoa Kỳ vi phạm luật quốc tế. Các luật sư của giám đốc điều hành Huawei bà Mạnh Vãn Châu cáo buộc vụ kiện pháp lý của Hoa Kỳ chống lại bà vi phạm luật quốc tế chung và thủ tục dẫn độ đối với bà nên được đình chỉ. Trong một thông báo cho tòa án tối cao tỉnh BC, nhóm bào chữa của bà Mạnh vạch ra nhánh lập luận mới về lý do tại sao họ tin rằng bà đã bị ảnh hưởng bởi sự lạm dụng quy trình và nên được trả tự do. Bà Mạnh, giám đốc tài chính của Huawei, bị truy nã về tội gian lận ở Hoa Kỳ mà cả bà và Huawei đều phủ nhận. Bà bị cáo buộc đã nói dối về mối quan hệ giữa Huawei và Skycom, khiến HSBC vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran bằng cách xử lý đô la Mỹ thu được từ hoạt động kinh doanh tại Iran thông qua hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ. Các tài liệu của tòa án cho biết luật pháp quốc tế không cho phép chính phủ hình sự hóa hành vi của một người không phải là công dân bên ngoài quyền tài phán của chính họ khi không có mối liên hệ thực sự với quốc gia đó. Họ nói rằng HSBC được thành lập tại Vương quốc Anh, bà Mạnh là công dân Trung Quốc và các cáo buộc nói dối về các lệnh trừng phạt đã được thực hiện ở Hồng Kông. Các luật sư cho rằng không có mối liên hệ nào giữa hành vi bị cáo buộc của bà Mạnh và Hoa Kỳ. Do đó, việc khẳng định quyền tài phán của Hoa Kỳ là bất hợp pháp. Việc truy tố bà Mạnh dựa trên các tổ chức tài chính nước ngoài sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Mỹ vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ mà bà Mạnh không phải chịu trách nhiệm. Các khoản định tội như vậy cho thấy chính sách kinh tế của Mỹ có ảnh hưởng ở nước ngoài và do đó trái với luật quốc tế chung. Vì luật pháp quốc tế chung là một phần của luật pháp Canada, điều này sẽ là sự lạm dụng quy trình của tòa án tối cao tỉnh BC và làm tổn hại đến tính toàn vẹn của hệ thống tư pháp Canada, các luật sư của bà Mạnh lập luận. Tổng luật sư của Canada vẫn chưa gửi phản hồi. Trong
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Champagne đã đáp trả những lời chỉ trích của Trung Quốc về nỗ lực giải phóng Michael Kovic và Michael Spavor. Bộ trưởng Ngoại giao François-Philippe Champagne đang phản pháo lại những lời chỉ trích của Trung Quốc đối với nỗ lực của Canada trong việc xây dựng một liên minh quốc tế nhằm giải thoát Michael Kovic và Michael Spavor khỏi nhà tù. Ông Champagne nói trong một cuộc phỏng vấn với The Canadian Press tuần này, "Tôi sẽ không nhận bài học nào từ bất kỳ ai và chắc chắn không phải từ Trung Quốc khi nói đến việc bảo vệ và đứng lên vì những giá trị và nguyên tắc, cũng như bảo vệ lợi ích của Canada và bảo vệ Michael Kovic và Spavor." Ông Champagne đã dẫn đầu những nỗ lực của Canada nhằm tạo ra một liên minh bao gồm hàng chục quốc gia, thúc đẩy Trung Quốc trả tự do cho hai người đàn ông mà họ cho rằng đang bị bỏ tù một cách tùy tiện và bất công. Họ nói rằng Trung Quốc đang trả đũa việc RCMP bắt giữ giám đốc điều hành công nghệ cao Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Châu, theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ. Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho bà Mạnh và cảnh báo Canada không vận động các nước khác ủng hộ trong nỗ lực gây áp lực buộc Bắc Kinh trả tự do cho hai Michaels. Thủ tướng Justin Trudeau đã cho biết cách tiếp cận của Trung Quốc theo cách họ đang tiến hành không cải thiện mối quan hệ của họ với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và thực sự đang làm tổn hại đến lợi ích của họ. Thủ tướng Trudeau không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy nút thắt chính trị giữa hai nước sẽ sớm được tháo gỡ. Ông Champagne cho biết ông sẽ tiếp tục các nỗ lực vận động hành lang và sẽ tiếp tục thúc đẩy quyền tiếp cận lãnh sự đầy đủ hơn với hai ông Michaels này. Ông nói thông điệp của ông gửi đến Trung Quốc rằng thế giới đang theo dõi vì vào năm 2020, trường hợp của Michael Kovic và Michael Spavor đã vượt ra khỏi biên giới Canada. Tăng trưởng dân số của Canada dừng lại từ tháng 7 đến tháng 10 do COVID-19. Một báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada cho biết, mức tăng trưởng dân số của Canada về cơ bản đã dừng lại do COVID-19, với dân số chỉ tăng 2.767 người từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 10, hầu như bằng không. Báo cáo nói rằng, những con số đó đại diện cho mức tăng trưởng hàng quý thấp nhất kể từ ít nhất là ngày 1 tháng 1 năm 1946. Vào tháng 3, Canada đã thực hiện các hạn chế đối với du lịch quốc tế do COVID-19, tác động nhân khẩu học lớn nhất trên tổng dân số đến từ sự sụt giảm của người nhập cư quốc tế. Canada đã chào đón 40.069 người nhập cư trong quý đầu tiên của năm 2020, ít hơn 61,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên nền báo cáo mất gần 66.000 người không phải là thường trú nhân. Sinh viên quốc tế cũng không thể góp phần tăng dân số như bình thường do giới hạn biên giới. Báo cáo không gây ngạc nhiên cho luật sư nhập cư Nasiran Rushan tại Toronto, người đã lưu ý rằng Canada đã dựa vào nhập cư để tăng dân số trong nhiều năm. Điều khiến Rushan ngạc nhiên là chính phủ Canada đã không chuẩn bị để đối phó với hậu cần của các hạn chế biên giới và tác động đến nhập cư. Ông Rushan cho biết lý do lớn nhất là sự chậm trễ của văn phòng thị thực vì hầu hết các địa điểm đóng cửa hoạt động trong thời gian phong tỏa. Ông nói những người tị nạn cũng đã bị ảnh hưởng bởi phản ứng COVID-19 của Canada. Chính sách nhập cư của Canada được xếp trong top 5 trên thế giới. Canada đạt điểm số cao thứ tư trong một cuộc khảo sát gần đây mà xếp hạng hiệu suất chính sách của 52 quốc gia. Chỉ số chính sách hội nhập di cư MIPEX là một tiêu chuẩn quốc tế toàn diện cho các chính sách hội nhập. Những chính sách này của chính phủ ảnh hưởng đến việc những người mới đến có thể dễ dàng tìm việc làm, tiếp cận với các cơ hội ngôn ngữ và giáo dục, phát triển cảm giác thân thuộc để trở thành những công dân có ích trong xã hội như thế nào. Trong ứng bảng năm 2020 của MIPEX, xếp hạng tổng thể của Canada đã tăng 2 điểm nhờ những cải thiện về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người xin tị nạn và những cải tiến đối với đạo luật quốc tịch năm 2017. Năm 2015, Canada đã đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng chung thế giới. Theo báo cáo, sức mạnh lớn nhất của Canada là chính sách chống phân biệt đối xử, một nhận được điểm số cao nhất vì các luật và chính sách hàng đầu thế giới, bao gồm các chính sách đa văn hóa được liệt kê trong Hiến chương về quyền và tự do của Canada. Canada mất điểm vì những người không có tư cách công dân, chẳng hạn như thường trú nhân, không có cơ hội tham gia chính trị ở cấp địa phương hoặc quốc gia.
Ngoài ra còn thiếu các đại diện thường trú nhân trong các cơ quan hoạch định chính sách. Tuy nhiên, thường trú nhân có cơ hội nhận quốc tịch, điều này mang lại cho họ quyền bầu cử tương đối nhanh chóng. Thực tế này đã giúp Canada thêm một số điểm. Sự linh động của người lao động cần được cải thiện nhiều nhất. Những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp hoặc có giấy phép lao động tạm thời bị hạn chế sẽ gặp phải những rào cản đối với việc làm. Điều này khiến họ bị hạn chế tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các chính sách đoàn tụ gia đình được gọi là thuận lợi trong báo cáo. Mặc dù người ta chỉ ra rằng trẻ em trưởng thành cũng như cha mẹ và ông bà phải đối mặt với những trở ngại lớn hơn trong việc đoàn tụ ở Canada so với các quốc gia khác trong top 10. Về con đường dẫn đến thường trú nhân thì Canada mất điểm vì quá trình này có thể kéo dài và gây khó chịu cho số lượng lao động nhập cư tạm thời ngày càng tăng. Giáo dục ở Canada cũng được đánh giá cao nhờ chính sách giáo dục đa văn hóa và công bằng giúp trẻ em cảm thấy an toàn khi đến trường. Tuy nhiên, cần có sự đại diện tốt hơn trong chương trình giảng dạy, nghề giảng dạy và giáo dục đại học. Quốc gia đạt điểm cao nhất thế giới là Thụy Điển với 86 điểm, Phần Lan đứng thứ hai với 85 điểm, Bồ Đào Nha được 81 điểm, Canada đứng sau với 80 điểm và New Zealand đứng thứ năm với 77 điểm. Phong bì chứa bột trắng, thư tống tiền được gửi đến cư dân ở Toronto và Burlington. Cảnh sát đang điều tra sau khi một số phong bì khả nghi được gửi đến các hộ dân cư ở Toronto và Burlington. Cảnh sát Toronto cho biết các phong bì được gửi đến người dân sống trong nhà và có một lá thư khẳng định chất bột màu trắng bên trong là fentanyl. Bức thư hướng dẫn người đó gửi Bitcoin để đổi lấy hạnh phúc của gia đình họ. Cảnh sát Toronto cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Sáu, các nhà điều tra đang yêu cầu công chúng cẩn thận khi mở thư. Nếu bạn nhận được bức thư và chất nói trên, cố gắng không xử lý nó càng tốt, cảnh sát cho biết. Đặt phong bì bên ngoài, tốt nhất là ở nơi có mái che và đậy nó bằng thùng rác lộn ngược hoặc vật gì đó tương tự để bảo vệ nó. Không có báo cáo về thương tích. Cảnh sát khu vực Halton cho biết các xét nghiệm được thực hiện trên chất bột trắng được tìm thấy trong các phong bì ở Burlington cho thấy đó là đường bột. Cảnh sát Halton cho biết thêm, tất cả các bức thư đều được gửi đến vào sáng thứ Sáu. Cư dân được khuyến cáo rằng đây là một nỗ lực tống tiền, yêu cầu không gửi bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến bức thư này. Các bạn đừng rời máy nhé, tiếp theo chương trình sẽ là tin tức Việt Nam nổi bật trong tuần qua do Sammy trình bày. Mời các bạn subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé. Và xin hãy giúp chia sẻ video để nhiều bạn được biết tin tức, cũng như để chương trình có thể được tiếp tục. Xin chân thành cảm ơn các bạn.